Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Volvo thì luôn nổi tiếng với những cái mẫu xe có độ an toàn cao. Nhưng trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về Volvo XC40, một mẫu xe mang các yếu tố về công nghệ này, nhưng nó lại được thiết kế là một mẫu compact SUV dành cho đô thị. Và với những màn ảo thuật như những chiếc khăn này, và phía trước và phía sau, thì các bạn hãy cùng tìm hiểu trong chương trình này về XC40 với những đặc điểm rất nổi bật mà chưa chắc XC60 đã có, XC90 đã có. Thông thường thì chúng ta sẽ thấy cái xu hướng thiết kế ngày nay những cái dòng xe tương đối là giống nhau trong các cái hãng xe, ví dụ như là xe từ phân khúc A, B, C, D nó đường nét rất giống nhau. Thì với XC40 thì các bạn sẽ thấy rằng đây là một người em trai của XC60 nhưng cá tính hơn rất nhiều. Và nếu như các bạn nhìn một cách tổng thể thì các bạn sẽ thấy mẫu xe này nó không hề nhỏ. Một người em phải nói là lực lượng. Các bạn hãy xem phần thiết kế, phần đầu xe, nó chia ra những đường nét khỏe khắn, cá tính hơn nhiều. Và phiên bản mà đang đứng cạnh tôi ngay bây giờ đấy chính là XC40 phiên bản thể thao R-Design, và có giá bán là 1 tỷ 750 triệu. Phiên bản R-Design thì sẽ được sơn hai màu, ví dụ mặt ca lăng sẽ là màu đen này, rồi là phần trụ ABC, rồi phần nóc gương là cũng được sơn màu khác màu với màu thân xe, và một số tùy chọn khác. Nhưng chúng ta hãy làm một cái phép so sánh nhỏ nhỏ nhé, thì các bạn sẽ thấy là với mức giá 1 tỷ 750 triệu thì tôi đánh giá đây là một mức giá tương đối tuyệt vời đối với một mẫu xe nhập khẩu chính thức từ Thụy Điển, một đất nước tới từ khối Bắc Âu. Tại sao mà tôi lại xưng hô với XC40 là một mẫu compact SUV? Các bạn hãy nhìn khoảng sáng gầm xe. Đây là một lợi thế của XC40. Và tất nhiên rồi, bản này được trang bị hệ thống dẫn động all-wheel drive. Thưa các bạn, các bạn hãy nhìn cái khoảng sáng gầm xe nó như thế này. Việc lên xuống vỉa hè trong phố trở nên quá là đơn giản đấy các bạn. Nhưng chưa hết, trên Volvo thì các bạn sẽ thấy rằng cái phần khung xe như theo cái đường bao mà tôi vẽ đây ạ, thì đây là hoàn toàn làm được thép boron, một loại thép để được dùng trong chế tạo xe tăng. Nó rất là cứng. Cái phần này là cái phần quan trọng nhất để bảo vệ người ngồi trong xe nếu va chạm hông, trong trường hợp rủi ro xảy ra, thưa bạn, cực kỳ quan trọng. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về cái khả năng bảo vệ trên những chiếc xe Volvo trên các cái kênh thông tin ở trên internet, các bạn có thể thấy rất là rõ. Đá cốp, chức năng rất quen thuộc trên những chiếc xe Volvo. Nhưng mà đây là một chiếc cốp thần kỳ, như chính chiếc khăn mà tôi có thể lật phía trước phía sau. Chiếc khăn thần kỳ, các bạn hãy xem nhé. Tại sao tôi gọi nó là thần kỳ? Về cái dung tích thì tôi sẽ không phải miêu tả, bởi vì nó có thông số rồi, các bạn sẽ thấy là nó cũng tương đối rộng. Nhưng mà cách sắp xếp thì chúng ta hãy xem nó thông minh như thế nào. Đầu tiên là tôi có thể nhấc cái đâm này lên ạ, và dắt nó vào một cái khe chặn như thế này. Khi đó thì tất cả những cái vali nhỏ nhỏ các bạn để ở đây, thì dù có chạy off-road đường xấu thì nó cũng chỉ thế này mà thôi. Nó sẽ ngăn được không trôi tuột ra đằng sau. Đó. Nhưng chưa hết đâu, các bạn hãy xem. Các bạn hãy xem, tôi có thể nhấc cái tấm này lên đây ạ, và xếp gọn vào đây. Wow, rất gọn gàng. Với thiết kế của Volvo XC40 thì tôi nghĩ rằng chị em sẽ rất là thích. Tất nhiên rồi, bạn cũng có thể giấu những cái vật ở dưới bên này ạ. Thậm chí một chiếc lá thần kỳ, những điều thầm kín, những điều không muốn cho quá nhiều người thấy thì chúng ta cũng có thể đặt vào đây ạ. Đấy, nó là rất gọn gàng. Vâng, thưa các bạn, dù là một mẫu xe
SUV cỡ nhỏ dành cho đô thị thôi, nhưng mà khi mà ngồi vào một chiếc xe mang thương hiệu Volvo với những cái thiết kế nó thân thiện với con người, nó hướng tới sự bảo vệ, thì bạn sẽ cảm nhận ngay được sự yên tâm. Còn triết lý Bắc Âu ở đây, trên tất cả các dòng xe Volvo các bạn sẽ thấy có 3 yếu tố. Thứ nhất là nó rất đơn giản, thứ hai là nó đẹp, thứ ba là nó rất tiện dụng. Thưa các bạn, các bạn sẽ thấy một cái không gian xe của XC40 mặc dù là cỡ nhỏ, nhưng bạn hãy xem tôi ngồi đây, một người cũng khá là hơi to và béo một chút, hơi mập một chút đấy, nhưng bạn sẽ thấy một cái không gian này, khoảng trống này, phía trước này, tầm quan sát này, trụ chữ A nhỏ này. Đấy, đó là điều đặc biệt và cũng là một cái điều mà tôi cho rằng rất thần kỳ trên mẫu xe này, chính là không gian. Nhưng chưa hết đâu, các bạn sẽ thấy rằng những cái nét thiết kế rất quen thuộc. Đó, một chiếc màn hình cảm ứng trung tâm. Tôi sẽ không giới thiệu sâu vào từng cái chi tiết nữa, nhưng tất cả những cái nguyên lý điều khiển trên cái mẫu xe này, tất cả những tính năng điều khiển trên mẫu xe này thì các bạn chỉ việc chạm và vuốt, hệt như những chiếc iPad mà các bạn sử dụng. Sự khác biệt tới từ những xe sang đó chính là cái vật liệu. Các bạn sẽ thấy một cái màn hình với độ tương phản rất cao, và cái tốc độ phản ứng của nó khi chúng ta tác động vào đáp ứng rất rất nhanh và nó mượt. Thưa các bạn, điều hòa ư, chúng ta điều khiển vào đây, chúng ta vuốt, đó, nó rất mềm và mượt. Tất cả những cái tính năng thì chúng ta chỉ việc vuốt, chạm và bật tắt. Đó, ESC bật tắt ở đây, lane keeping bật tắt ở đây, tất cả những cái tính năng như thế này chúng ta đều can thiệp được chỉ bằng một chạm mà thôi. Camera, ok, rất dễ, không hề khó. Park in, park out cũng rất dễ, thưa các bạn, quá đơn giản. Đó là chiếc màn hình. Những chiếc vô lăng này có lẽ tôi không phải nói nữa, bởi vì thiết kế AeroDesign rồi những Pilot Assist hỗ trợ lái bán tự động vân vân, điều khiển trên này cũng sẽ không phải nói nữa. Những thứ mà đáng nói trên XC40 này đó là sự cá tính, thưa các bạn. Các bạn có thể thấy được những cái tấm ốp nhôm theo cái phong cách của carbon này. Đó. Tôi thích cái điểm này. Tôi thích điểm này này. Những cái màu sắc thì chúng ta cũng có thể đặt được. Đó là tính cá nhân hóa mà trong Rolls-Royce hay gọi đấy là bespoke đấy, thưa các bạn. Là nghệ thuật chăm sóc khách hàng. Các bạn có thật nhiều tiền thì đương nhiên rồi, những hãng xe sẽ cung cấp cho các bạn những cái điều tuyệt vời nhất. Thật là khó tin. Các bạn sẽ thấy những chiếc ghế, đây là đường may chỉ trắng, nhưng bạn cũng có thể lựa chọn được chỉ màu. Và thiết kế nó cá tính khi mà hai viền bên đây ạ, là da, còn ở giữa lại là da lộn, thưa bạn. Đó. Tôi chỉ tiếc là cái bản này là cái bản chưa được cá tính hóa, bởi vì chủ nhân có lẽ là một người khá là mềm mại, khá là nhẹ nhàng, khá là thanh thoát. Nhưng bạn sẽ thấy rằng đây là một chiếc cần số điện tử, nó có thể điều khiển bằng một ngón tay thôi, thưa các bạn. Thông thường thì chúng ta sẽ phải nắm cần số như thế này, nhưng thôi bây giờ chúng ta sẽ cần chạm. Tay tôi hơi xấu, nhưng mà với một tay của người phụ nữ đẹp thì các bạn chỉ có thể đẩy lên rất nhẹ nhàng, cần một lực rất vừa phải trên một cái hộp số 8 cấp thì các bạn cũng có thể dùng được. Thực ra nói thì các bạn sẽ thấy là tôi hơi khen quá, nhưng thực sự nếu như các bạn đã đi Bắc Âu rồi thì các bạn sẽ thấy nó rất đơn giản mà đẹp. Triết lý thiết kế Bắc Âu, thưa các bạn. Tôi sẽ cho các bạn thưởng thức một chút, tôi sẽ mời các bạn thưởng thức một chút cái hệ thống âm thanh nha các bạn. Âm thanh trên mẫu xe này là Harman Kardon thôi. Harman Kardon. FM nhá, nghe FM thôi. FM bật lên. Đấy, một mẫu xe mà nghe thôi tôi đã muốn như thế này rồi, nó không biết có phải là cá tính không. Rồi, xin phép. Vui thôi, đừng vui quá. Nhưng mà bây giờ thì tôi mới kể các bạn điều thần kỳ hơn này, các bạn sẽ thấy này. Điều thần kỳ thứ nhất là sạc không dây với một vị trí đặt rất tiện dụng. Đó. Và những chiếc lá thần kỳ các bạn có thể đặt vào đây, giấu những điều thầm kín. Hôm nay thì hơi văn thơ một chút, cảm hứng cũng hơi nhiều. Các bạn có thể đặt những cái chai nước vào đây ạ. Các bạn có thể hiểu về cái văn hóa Bắc Âu, những cái tính nhân văn của văn hóa Bắc Âu, sự tỉ mỉ. Người Nhật cũng có tỉ mỉ riêng, người Bắc Âu cũng có cái sự tỉ mỉ và tinh tế riêng. Đây là một chiếc thùng rác trên xe, thưa các bạn. Tôi phải nhẹ nhàng thôi. Đấy. Thậm chí chúng ta có thể là biến thành một chiếc hộp thầm kín chẳng hạn, chứa những điều bí mật, nhưng bản chất nó thiết kế là một thùng rác. Đây, tôi sẽ cho các bạn xem kỹ hơn. Đó.
Và các bạn nên nhớ rằng cái vị trí này bạn có thể để được một chiếc ví rất to. Đây ạ. Một chiếc ví to. Và nhiều hơn nữa, bạn có thể dắt một chiếc ví nhỏ hoặc những cái điều thầm kín dắt chặt vào đây. Rất gọn gàng. Nhưng chưa hết thưa các bạn. Các bạn sẽ phải nhìn xuống dưới đây ạ. Phía chân tôi nhé, các bạn sẽ thấy được một cái ngăn khay chế đồ. Rồi. Để những chiếc điện thoại vào đây. Có thể để ngang, để dọc, vân vân. Tóm lại một chiếc iPad mini bạn cũng có thể để được thưa các bạn. Giấu những điều thầm kín vào đây. Và tiếp tục, chưa hết, các bạn hãy nhìn sang thành cửa. Tôi sẽ chỉ cho các bạn xem bao nhiêu chai nước. 2, 4, 6, 8 và thậm chí tôi có thể nhét thêm một chai nước nữa. Không có sao cả. Những thứ mà tôi chỉ tiếc một chút thôi là cái cốp phía trước này. Nó lại hơi nhỏ một chút. Nó hơi nhỏ một chút. Một cái chai nước to sẽ là khó. Nhưng không sao. Có lẽ là có quá nhiều vị trí chứa đồ rồi thưa bạn. Các bạn hãy xem phần nỉ này. Thực ra tôi cũng thích cái phần này, nó phải tinh tế hơn một chút, nó trông nó phải xịn sò hơn chút nữa thôi các bạn. Có được không ạ? Đấy, bởi vì nhu cầu của mình mà, mình muốn tất cả. Nhưng hãy nhớ rằng mẫu xe này được bán với giá phiên bản XC40 R Design 1.750.000.000. Ôi cái giá quyết liệt. Bây giờ là hàng ghế sau thưa các bạn. Một không gian tương đối là rộng rãi. Các bạn sẽ thấy cái phần trần của tôi rất là cao. Phần khoảng trống đầu gối ok. Đây là một mẫu xe nhỏ nha các bạn. Phần nệm ghế thì thiết kế tương đối nhỏ. Thực ra cái này là một thiết kế khá là thông minh của Volvo. Khi mà họ đã bố trí thêm được hai cái vị trí thêm cái vị trí có thể để những cái chai nước ở đây ạ. Đấy, để chai nước ở đây. Nó bù đắp cho cái không gian tương đối nhỏ ở bên thành cửa này. Đấy. Tôi chỉ tiếc là hơi thành cửa này, bố trí cái nỉ này xịn thì có thể khả năng là xịn, nhưng mà nhìn cái về mặt thẩm mỹ thì tôi muốn nó phải đẹp hơn, sang hơn. Hàng ghế thứ hai này thì có thể gập phẳng được, chút nữa tôi sẽ gập cho các bạn xem. Nhưng mà các bạn sẽ thấy là tôi sẽ không điều chỉnh được cái tựa lưng ghế, cái nệm ghế nó ngửa hơn nữa. Đây là một điều mà tôi hơi tiếc nuối một chút trên mẫu xe này. Đây, ngửa nhất nó như thế này ạ. Thì nó khi mà chúng ta ngồi ấy, thì nó cũng hơi cảm giác là bị đứng một chút. Đây là vị trí tay. Đó. Không gian nhìn chung là cũng rộng, nhất là phần trần. Phần sàn này thì sẽ không phải là phẳng. Đây là bản dẫn động hai cầu, bốn bánh toàn thời gian. Xin lỗi, all-wheel drive đấy. Đó. Khe cắm sạc vân vân. À đây là cổng tai xi nha thưa các bạn, đây là cổng tai xi. Bây giờ thì tôi sẽ gập chiếc hàng ghế thứ hai lại cho các bạn xem. Các bạn sẽ thấy được đây là một chiếc sàn phẳng. Đó, hơi tiếc là cái cửa ra vào nó hơi nhỏ một chút, nhà cao cửa phải rộng. Nhưng nên nhớ rằng đây là một mẫu xe dành cho đô thị. Wow, yes, boom, boom. Rất chắc chắn. Thưa bạn, các bạn còn muốn tôi làm những điều ảo thuật nào nữa không ạ? Thôi thì mình ngồi như thế này cũng vui. Không gian của XC40 thì tương đối rộng rồi. Nhưng cái phần trụ xe này nếu như nó mỏng hơn, nó thêm ô cửa hơn thì sẽ thật tuyệt vời phải không ạ? Các bạn sẽ thấy tôi phải di chuyển một cái khoảng cách khá dài mới nhìn thấy này. Chơi trốn tìm thì rất tốt, nhưng ngồi ở trong thì tôi muốn có một không gian nó theo kiểu ocean view, được không ạ? Đấy, như các bạn vừa thấy nhá, vào số chỉ cần gẩy một tay thôi, cần số điện tử. Hộp số 8 cấp trên Volvo XC40. Cảm nhận khi chạy một mẫu xe này như thế nào? Mẫu xe thường gắn liền với cái thương hiệu an toàn nhất trên thế giới. Nghe rất hoành tráng mà nó cũng đúng thật đấy. Thực ra thì Hùng đã cầm lái cái mẫu xe này tại Barcelona cách đây khoảng gần một năm. Thực sự nếu như mà những cái cảm nhận ban đầu ngay tại thời điểm đó cho đến bây giờ nó vẫn tương tự là giống nhau. Đây là một mẫu xe có cái khả năng vận hành rất êm. Thậm chí mình đã chạy thử loanh quanh trong phố rồi, qua những cái mấp mô, đường nó mấp mô ở Việt Nam thì nó vốn là đặc sản, vốn rất phổ biến thì nó êm. Các bạn sẽ thấy rằng với một cái mẫu xe nó kích thước tương đối vừa phải, được thiết kế mục đích dành cho đô thị, nhưng thực sự thì mẫu xe nào chả dành cho đô thị, bây giờ ai cũng nói thế cả. Nhưng với XC40 thì bạn sẽ thấy rằng
cái khả năng tiết kiệm diện tích, tức là luồn lách rất tốt. Hơn nữa ôm vô lăng nó mượt. Thực sự cái xe nào ấy mà có được cái cảm giác lái tốt, tạo được cái cảm nhận tốt thì mình ôm vô lăng ấy, cảm giác nó hiển thị lên, nó cảm nhận rất là dễ. Ví dụ như chúng ta sẽ thấy được cái sự gắn kết giữa đôi tay của chúng ta, cái cảm xúc của chúng ta với chiếc xe, với mặt đường thì đó là thấy. Hơn nữa là cái cảm giác chân phanh chân ga. Còn mẫu xe này thì sử dụng cái nền tảng động cơ thì vốn cũng rất quen thuộc trên tất cả những cái dòng xe Volvo rồi. Đó là động cơ T5 252 mã lực và mô men xoắn là nó 350 Nm ở cái vòng tua 1800 đến 4000. Thực sự đấy là tất cả những cái chỉ số nó chỉ mang tính lý thuyết mà thôi. Còn cái chạy cảm nhận thì nó mới là rất thật. Lý thuyết và thực tế nó phải được cảm nhận và kiểm chứng. Ví dụ ngay bây giờ tôi đạp này, đấy, nó có chế độ kích đảo lên. Đó. Nhưng ngay khi mà mình phanh ghì xuống thì nó không giật mình như này. Đó. Nó có gì đấy, cái hệ thống phanh nó cũng khá là êm. Về sử dụng cái adaptive về cái pilot assist này nó rất đơn giản thôi. Bạn bấm vào cái phím ở giữa đây ạ. Bạn nhấn bên trái thì nó là adaptive cruise control, bạn cài đặt thôi. Và nhấn ngay cái nút này nó là tăng giảm khoảng cách. Đó. Và tăng giảm tốc độ ở đây, 40, 50 ở đây, nó lên ở đây. Đấy. Thưa bạn. Còn nếu như chúng ta chuyển sang bên phải như thế này, nó sẽ là pilot assist, nó hiển thị ngay trên này. Hơi tiếc một chút là cái đường ở đây đấy, nó sẽ phanh nha, nó phanh này. Đây, tôi phanh không ạ? Phanh. Đấy, chân phanh luôn ạ. Đấy, các bạn nhìn thấy đồng hồ đang cài đặt là 60. Biển báo giao thông là 80. Và chân tôi thì không chạm vào bàn đạp phanh. Đó, và xe vẫn dừng. Số vẫn là D, tất cả là tình huống thật hết. Thật hết thưa các bạn. Thì đây là giá trị của một chiếc xe có công nghệ cao và độ an toàn cao. Và thưa bạn, nếu bạn là người mua và sở hữu những chiếc xe XC40 này thì sau một thời gian sử dụng, tôi rất mong là các bạn hãy gửi những cái ý kiến phản hồi, những cái ý kiến đánh giá của chính cá nhân các bạn là chủ sở hữu. Thì rất mong các bạn hãy đừng ngại gửi phản hồi chúng tôi bằng cách comment ngay bên dưới clip. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Các bạn đừng quên subscribe và rung chuông kênh nhé. Bye bye.